Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập về sin cộng. Thì lần này mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn về cách giải phương trình bậc 4 có dạng là a này nhân với x mũ 2 mũ 4 này a nhân x mũ 4 cộng với lại b nhân x mũ 2 cộng với c bằng 0. Thoáng nhìn thì nó có vẻ hóc búa, thực ra cái bài này giải cực kỳ đơn giản luôn. Nó cũng chỉ là áp dụng phương trình bậc 2 và một chút thôi. Được nhá. Nhìn code trong phần mềm mình này. Mình tạo ra ba biến ABC kiểu in và yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho ba biến đấy này. Và tiếp theo thì là mình sẽ gọi hàm giải phương trình và truyền vào ba tham số ABC. Hàm giải phương trình được mình viết ở trên này. Đầu vào nhá, nó cần một cái delta. Nó như kiểu các bạn làm toán hồi xưa ấy, thì đây cũng chỉ là phương trình bậc 2 thôi. Nhưng mà với biến x là biến với ẩn số ấy, là x bình, thì mình sẽ giải nó ra. Đầu tiên xét xem có a có bằng 0 không này. Nếu như mà a bằng 0 và xét tiếp xem b bằng 0 không. Nếu b bằng 0 thì lập tức in ra phương trình công nghiệm. Còn nếu như b khác 0 thì là lúc cái biến nghiệm x đấy sẽ bằng trừ c chia b. Xong mình sẽ xét x. Nếu như mà x lớn hơn 0 ấy thì là phương trình nó sẽ có hai nghiệm là x1 bằng phần trăm f này, x2 bằng phần trăm f này. Là bằng căn bậc 2 của thằng x là thằng trên này và trừ căn bậc 2 của x là thằng trên này. Còn nếu như mà không thì là phương trình công nghiệm. Tiếp theo nhá. Và xuống dưới này này. Và mình sẽ xét trường hợp a khác 0. Nếu như mà a khác 0 thì đây trở thành mình sẽ biến nó về thành phương trình bậc 2 có dạng như kiểu ax mũ 2 này. Ax bình này cộng bx x cộng c bằng 0 và mình tiến hình giải như bình thường thôi. Mình sẽ tính delta. Đầu tiên tính delta bằng b bình trừ 4ac này. Xét thì nếu như delta nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Tiếp theo là xét delta bằng 0 này. Mình nghiệm sẽ bằng trừ b này, chia cho 2a. Và lại mình lại xét tiếp tục cái thằng x này. Nếu như mà nó lớn 0 thì sẽ có hai nghiệm. Còn nếu như mà hai nghiệm là căn bậc 2 của x mới lại trừ căn bậc 2 của x. Còn nếu như mà nó nhỏ hơn 0 thì phương trình lại vô nghiệm. Còn trường hợp cuối L là hai trường hợp này không thỏa mãn này thì nó sẽ thì chắc chắn phương trình có hai nghiệm là x1 bằng gần này. Xong tiếp theo mình xét x1 nếu như mà nó lớn 0 thì phương trình sẽ có hai nghiệm là x1 này và x2 bằng căn bậc 2 của thằng x1 và trừ căn bậc 2 của x1. Tiếp theo nữa là nghiệm x2 là bằng trừ b này, chia trừ đi căn bậc 2 của thằng delta chia tất cả cho 2a. Và cũng như thế mình lại xét xem thằng x2 có lớn hơn 0 hay không này, rồi mình sẽ in ra. Và trường hợp cuối cùng là cả hai thằng này mà đều nhỏ hơn 0 thì chắc chắn là phương trình sẽ không có nghiệm. Và bây giờ mình sẽ chạy thử các bạn xem nhé. F11 run code này đây nha, kéo đây. Mình thử nhập vào phương trình nhá. Với a bằng 1, b bằng 1 và c bằng trừ 2 thì lúc này cải tạo a b bằng 1 này, c bằng trừ 2 này. Lúc này phương trình sẽ có một nghiệm, có hai nghiệm là x bằng 1 và x bằng trừ 1 đúng không? Đây là phương trình mình vừa nghĩ ra thôi, cũng khá là cũng nghiệm chắc chắn đúng rồi, để test xem mà code của mình có đúng không thôi. Enter này. Yeah. Phương trình có hai nghiệm là x1 bằng 1 và x2 bằng trừ 1 này. Bây giờ mình run lại nhá, mình sẽ thử phương trình bất kỳ đi. Phương trình bất kỳ đây nghiệm là 4 này, 5 này, trừ 9 này. Phương trình 4, 5, trừ 9. Bạn nào tính hộ mình ấy. Đúng rồi, 4, 5, trừ 9 vẫn thế, vẫn có hai nghiệm. Đoán lại nhá, lần này phương trình số ngẫu nhiên này 5 này, 6 này, 7 này. Phương trình vô nghiệm. Thử phương trình khác này 7, 3 này, 1 này. Vẫn vô nghiệm là sao nhỉ? Thử để từ mình tính delta nhá. Delta là b bình là 3 bình là 9 trừ 7 nhân 4 nhân với 1 7 4 21 29 21 là âm là vô nghiệm rồi. Lần này
thử lại. Cái này nhá, mình sẽ nhập a bằng trừ 3, b bằng 5, c bằng 2. Chương trình có hai nghiệm đây, chuẩn luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn học được chi vui vẻ.